Lào Cai xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư trong thời kỳ 2021-2030 là khoảng 774.000 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh dự kiến quy mô vốn huy động từ các nguồn, ngân sách nhà nước khoảng 80.000 tỷ đồng, vốn ODA khoảng 6.000 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ khoảng 6.000 tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài 290.000 tỷ đồng, vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp 122 tỷ đồng và vốn đầu tư khu vực dân cư 270.000 tỷ đồng. Để thực hiện tốt việc thu hút các nguồn vốn, tỉnh đã đề ra các giải pháp rất cụ thể, đặc biệt là tập trung huy động tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh và trung ương. Ưu tiên kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm lực tài chính, các doanh nghiệp thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đầu tư các dự án vào tỉnh, ra soát, điều chỉnh các chính sách tài chính về đất đai, tăng cường quản lý các khâu của quá trình đầu tư xây dựng, gắn công tác thanh tra kiểm tra với đánh giá giám sát đầu tư.